Lợi dụng sự mê tín dị đoan trong việc chữa bệnh, Ngô Quang Duy 30 tuổi và Nguyễn Thị Tuyết Loan 50 tuổi đã theo dệt những câu chuyện không có thật để lừa đảo tiền chữa bệnh, chiếm đoạt tài sản của bị hại số tiền 2,5 tỷ đồng. Cả hai vừa bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam để điều tra với Ngô Quang Duy 30 tuổi, quê thành phố Cần Thơ và Nguyễn Thị Tuyết Loan 50 tuổi, quê tỉnh Bến Tre về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, lợi dụng sự mê tín dị đoan của một người phụ nữ ở thành phố Kon Tum trong việc chữa bệnh cho anh trai, Duy cùng với Loan thiêu dịch, tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của nạn nhân qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép. Cả hai đã chiếm đoạt của người phụ nữ đến 2,5 tỷ đồng để sử dụng, tiêu xài.